Cô gái á? Cô gái. Hello chị bé. Dạ mua. Mua đi tổn ta. Rau muống này tươi không? Nãy giờ đâu thấy rau muống không? Giờ qua đây mới thấy rau muống. Ngon hả? À. Dưới này có. Được chết, bên này là tươi nhất rồi. Không nói chia sẻ. Muốn trấu lắm. Một cái, một đồng. Lấy hết thùng. Dạ, lấy hết thùng. Một, dạ, một cái một đồng đó nè. Bỏ thùng mấy. Chấm thùng rồi. Vậy con nấu ăn mặn. Có mấy đồng? Cứ bóc đi. 10 đồng. Có nói rồi chiên xong rồi bỏ ngăn đông á. Khi nào muốn ăn nữa đi lên trường ăn á. 15 đồng đi. 10 đồng ta đã thấy nhiều mấy này, 15 rồi. Đang đầu rồi đòi muối thùng mà. Thì đó, chơi nhanh. Ớt dễ trồng hả? Năm đồng mua cái này cả tiếng 5 đồng. Nó nhiều quá. Nướng mà chừng nó teo là cần chút xíu chứ mấy. Ớt quá trời luôn nè. Cái lan này nhìn giống như là cái rễ vậy. Con muốn mua cái hũ bự. Vì 3 cái 5 đồng. Ok. Yes. Một cái nè, cái này ngon nè. Rồi cái này nè. Cái này. Muốn đăng đồng nhiều không? Không. Cái này 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 cái chưa? Thank you. Cảm ơn bạn. Mẹ muốn mua rổ này hả? Rổ này ngon nè. Chụp hình đó hả? Working. Cuộc sống ở Minnesota đã nói rồi mà. Nó có chụp rồi đâu. Con Thái cầu ở nhà á. Xong cái anh chị đi kia lên. Đi xuống bếp nó thấy. A lot of bầu. A lot of bầu. Ai cũng muốn cười á. Bó tẹo không? Củ su hả? Giờ nhìn nó nhỏ xíu, ấm nhất này nè. Bắp cây.
Vậy hả? Yeah.